Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Marc Allegri muốn chiêu mộ Pogba về Real Madrid. Nóng, Antonio Conte sẽ rời Inter trong vài ngày tới. Ronaldo sẽ đầu quân cho Paris Saint-Germain. Nóng, Gareth Bale giải nghệ sau Euro 2021. Real Madrid nhiều khả năng sẽ kích hoạt bom tấn chuyển nhượng từ Man United sau khi ký hợp đồng với tân huấn luyện viên Marc Allegri. Theo báo chí Tây Ban Nha, huấn luyện viên Zidane đã quyết định rời Real Madrid và sẽ chính thức thông báo với truyền thông vào tuần sau. Cũng theo những nguồn tin thân cận, Real Madrid không hề muốn Zidane ở lại đội bóng sau một mùa giải thất bại. Đội bóng thành Madrid được coi là đã hoàn tất thỏa thuận với người kế nhiệm và đang chờ đợi sự ra đi chính thức của Zidane. Người kế nhiệm của Zidane ở Real sẽ là huấn luyện viên Marc Allegri. Theo tờ Diario Gol, chiến lược gia người Italia đã chính thức nói lời đồng ý với Florentino Perez trong hoàn cảnh những đội bóng khác là Juve và Inter Milan cũng đang muốn có ông ở mùa giải tới. Không chỉ đồng ý với bản hợp đồng được Real Madrid đưa ra, Allegri cũng đã lên kế hoạch chuyển nhượng cho Real Madrid. Cụ thể, chiến lược gia người Italia xác nhận Paul Pogba sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của đội chủ sân Bernabeu sau khi ông tiếp quản ghế nóng. Pogba đã là mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid từ những mùa giải trước nhưng chưa thể thành công. Lúc này, khi hợp đồng giữa ngôi sao người Pháp và MU sẽ hết hạn sau một năm, Real Madrid đang có cơ hội tốt để chiêu mộ thành công Pogba. Ngoài việc chiêu mộ Pogba, huấn luyện viên Allegri được cho là còn muốn mang trung vệ Bonucci đến Real Madrid. Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Ý sẵn sàng để Real Madrid chia tay Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Mariano, Eden Hazard và Gareth Bale. Antonio Conte nhiều khả năng sẽ rời Inter Milan trong vòng 48 giờ tới bởi những bất đồng với ba lãnh đạo đội bóng. Nhà cầm quân người Italia vừa cùng Inter giành chức vô địch đầu tiên tại Serie A kể từ năm 2010. Đội bóng của Conte lên ngôi một cách thuyết phục khi bỏ xa đội xếp thứ hai tới 12 điểm. Theo báo chí, Conte đã có cuộc họp mặt vào cuối tuần trước với ba lãnh đạo Inter và vị huấn luyện viên người Italia được cho là không hài lòng trước hướng đi mới của đội bóng. Ông sẽ gặp chủ tịch Steven Zhang để sắp xếp việc chấm dứt hợp đồng với Inter trong ngay tuần này. Lý do là vì nhà tài phiệt người Trung Quốc đã kêu gọi cắt giảm 20% lương của toàn bộ thành viên trong đội bóng. Bên cạnh đó, Zhang cũng yêu cầu phải bán những cầu thủ trụ cột để thu về 100 triệu euro trong hè này. Giải thích cho nguyên nhân này là bởi Inter Milan đang gặp khó khăn về tình hình tài chính. Công ty mẹ Sanning đang đứng trước nguy cơ phá sản vì đại dịch Covid. Trong khi đó, Conte lại muốn Inter tiếp tục chi đậm để phát triển đội hình và giữ lại những cái tên chất lượng. Năm cái tên không thể đụng tới đó là Lukaku, Lautaro, Bastoni, Barella và Hakimi. Thế nhưng, ban lãnh đạo của Inter không thể chắc chắn về tương lai của các cầu thủ này khi Lukaku đã được Chelsea nhắm tới, trong khi Lautaro Martinez trực tiếp liên hệ với Barca và Real Madrid để rời câu lạc bộ. Inter hiện đang tìm người thay thế Antonio Conte. Những cái tên sáng giá để ngồi vào băng ghế nóng tại Giuseppe Meazza bao gồm Maurizio Sarri, Mihajlovic và Marc Allegri, người cũng đang được Real Madrid liên hệ. Việc Conte ra đi sẽ bùng lên những nghi vấn về tương lai của Romelu Lukaku, bởi ông thầy người Italia chính là người đã thuyết phục cựu tiền đạo Man United chuyển đến Inter vào năm 2019. Dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A mùa giải 2020-2021, siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải vua phá lưới và sở hữu trọn bộ danh hiệu quốc nội ở 3 quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha và Italia. Juve vừa trải qua mùa giải thất vọng khi bị loại ở tứ kết Champions League, đánh mất ngôi vương Serie A sau 9 năm liên tiếp thống trị và chỉ giành được danh hiệu Coppa Italia. Khán giả cho rằng lối đá mang tính cá nhân của Ronaldo là nguyên nhân khiến đội bóng thành Turin sa sút, dù anh đã đóng góp 101 bàn thắng cho Juve sau 3 mùa giải ở mọi đấu trường. Hôm 25 tháng 5, cầu thủ đang sở hữu 5 quả bóng vàng úp mở chuyện tương lai của mình trên trang cá nhân. Ronaldo nói anh cảm thấy tự hào vì những gì đã đạt được ở mùa giải này và gửi lời cảm ơn đồng đội, ban huấn luyện Juve đã giúp anh gặt hái nhiều thành công trong 3 mùa giải vừa qua, nhưng cũng nhấn mạnh rằng bản thân muốn tiếp tục được thử thách nhiều hơn, chinh phục thêm các danh hiệu ở những giải đấu đỉnh cao khác. Đội bóng thành Turin đã bỏ ra hơn 100 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo từ Real Madrid. Vào hồi mùa hè năm 2018 với mục đích chinh phục chức vô địch Champions League, nhưng sau 3 mùa giải, tuyển thủ Bồ Đào Nha không thể giúp Juve đăng quang giải đấu đẳng cấp nhất châu Âu.
Thời hạn hợp đồng giữa Ronaldo với Juve sẽ hết vào tháng 6 năm 2022, nhưng CR7 đã sớm bày tỏ nguyện vọng được ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại. Truyền thông quốc tế nhận định bến đỗ sắp tới của Ronaldo sẽ là câu lạc bộ cũ Manchester United, Real Madrid hoặc đội bóng nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain. Trong đó, báo Marca dự đoán siêu sao Bồ Đào Nha sẽ chọn Paris Saint-Germain bởi đây là đội bóng nhiều tham vọng và đủ kinh phí để chiêu mộ Ronaldo ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Ngoài ra, Ronaldo cũng muốn làm giàu bộ sưu tập thành tích của mình bằng các danh hiệu quốc nội bóng đá Pháp. Trong danh sách tham dự Euro 2021 được huấn luyện viên Fernando Santos công bố hôm 20 tháng 5, Ronaldo tiếp tục được chọn làm đầu tàu giúp đương kim vô địch Bồ Đào Nha bảo vệ ngôi vương giải đấu. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Ronaldo tham dự Euro và là cơ hội để đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha lập thêm nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Trở lại Madrid, Gareth Bale bất ngờ tính đến khả năng giã từ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao sau vòng chung kết Euro 2021. Hợp đồng của Bale với Real Madrid sẽ hết hạn vào năm tới. Cầu thủ người xứ Wales không nằm trong kế hoạch của Zinedine Zidane nên anh đã bị đẩy sang Tottenham theo dạng cho mượn. Trở lại mái nhà xưa, Bale thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, mỗi lần được ra sân, cầu thủ người xứ Wales đều cho thấy đẳng cấp của mình. Bằng chứng là anh đã ghi 16 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân trong màu áo của Tottenham ở mùa giải năm nay. Bale đã trở lại Madrid để thương thảo với ban lãnh đạo Real về tương lai của mình trước khi hội quân cùng đội tuyển xứ Wales tại Euro 2021. Theo báo chí Tây Ban Nha, Bale sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu ngay trong hè này. Lý do là bởi cầu thủ người xứ Wales muốn giải nghệ ngay sau vòng chung kết Euro 2021. Ngôi sao 31 tuổi cân nhắc việc chia tay bóng đá để tập trung chơi golf. Thậm chí Bale được cho là sẽ tham gia một vài giải golf của các vận động viên chuyên nghiệp. Về phía Real, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã liệt Bale vào danh sách đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vì không được trọng dụng tại đây, tiền đạo người xứ Wales gần như sẽ chắc chắn không có tương lai ở Bernabeu. Man United, Man City hoặc Chelsea nhiều khả năng sẽ phải phá kỷ lục thế giới để chiêu mộ Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trước thông tin Harry Kane đã yêu cầu rời Tottenham trong thị trường chuyển nhượng mùa hè, ba đội bóng giàu có của nước Anh là Man City, Man United và Chelsea đều đang muốn chi đậm để có được tiền đạo vừa đoạt danh hiệu vua phá lưới ngoài hạng Anh. Tưởng như con số 150 triệu bảng đã là rất lớn cho thương vụ này, nhưng theo thông tin mới được tiết lộ từ The Independent, Harry Kane nhiều khả năng sẽ chỉ rời Spurs với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá thế giới. Cụ thể, 200 triệu bảng là con số mà Tottenham sẽ đồng ý để Harry Kane ra đi, tương đương khoảng 230 triệu euro và vượt qua con số 222 triệu euro mà Paris Saint-Germain từng chi ra để chiêu mộ Neymar. 200 triệu bảng là con số quá lớn với việc chiêu mộ một cầu thủ. Nhưng Cao Offside nhận định cả MU, Man City lẫn Chelsea đều có đủ tiềm lực tài chính cho thương vụ này. Nếu như Man City cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới để thay thế Aguero, thì cả MU lẫn Chelsea đều cần nâng cấp hàng tấn công để hướng tới mục tiêu là chức vô địch ngoại hạng Anh ở mùa tới. Cũng theo The Independent, Tottenham vẫn sẽ tìm cách để giữ lại Harry Kane. Một phương án được đội bóng thành London hướng tới là mời lại huấn luyện viên Pochettino, người cũng vừa trải qua mùa giải không thành công với Paris Saint-Germain. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.